Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Mình tiếp tục với những hình ảnh của triển lãm sinh vật cảnh Dục Thúy Sơn ở Ninh Bình. Và thẳng cái dãy cây này là những cái tác phẩm được chọn đặt ở vị trí danh dự và trang trọng nhất. Cái này thì là do ban tổ chức sắp đặt thôi. Và vị trí tốt cộng với cây đẹp thì cũng thu hút nhiều cái sự chú ý hơn. Ngoài những cái tác phẩm mình đã giới thiệu thì ở cái dãy này mình rất để ý đến một cái cây xanh long có kích thước đồ sộ và một cây long cổ rất già. Các bạn nhìn cái chân bể của nó đang xòe đều trên mặt chậu, rất là vững chãi. Cây đang ra lá mới nên là nhìn nó càng thêm bắt mắt. Dáng long là một cái dáng cổ trong nghệ thuật sinh vật cảnh. Và những năm gần đây thì nhiều người chơi cây cảnh lại có xu hướng quay lại chơi những cái cây làm theo lối cổ như thế này. Cây xanh này thì có tên là Long Chúa. Cái tên vừa chỉ dáng cây vừa khẳng định rằng đây là một cái cây cổ hiếm có. Thực tế mình thấy giới chơi cây đánh giá rất cao cái cây xanh long này. Và cũng nhiều lần nghe về cây này, nhưng mà hôm nay mới là lần đầu tiên mình có dịp được chiêm ngưỡng. Mình từng gặp nhiều cây xanh long ở Nam Định rồi, nhưng quả thực cây này khá đẹp. Nhưng cũng có khi nó cây này cũng có gốc gác ở Nam Định cũng nên. Đấy, chân bể của nó nhìn muốn hoa cả mắt. Cây này chiều cao khoảng 3 mét và một cái chiều ngang tàn của nó cũng khoảng hơn 3 mét. Và cái chậu của nó cũng thuộc loại có kích thước đồ sộ. Với những cây như thế này phải nói là khá hiếm khi bắt gặp ở triển lãm, do vận chuyển nó khá là phức tạp. Cái này là một trong những cái tác phẩm đại diện của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương tham gia triển lãm này. Chủ cây theo mình biết là chú Cường, giới chơi cây thì hay gọi với biệt danh là chú Cường Thóc. Ở Hải Dương mình nhớ cũng có một cây xanh long nổi tiếng là cây Thiên Long cổ đại của anh Dũng Trọc. Sau đó thì nó đã được chuyển nhượng cho một nhà vườn khác với giá khá cao hồi năm ngoái. Có thể quý vị cho rằng cái cây xanh long này nó hơi khẳng khiu so với chiều cao đồ sộ của nó, nhưng phải khẳng định rằng cây này rất già. Mình thích nhất cái chân bệ của cái cây này, rất là hoàn hảo. Cái góc quay đẹp nhất cho cây xanh long chúa này thì có lẽ là nhìn từ trên cao xuống như ở trong video. Nhưng mà nhìn từ trên cao xuống thì mình cảm thấy cái chậu nó có vẻ hơi quá khổ so với tổng thể. Việc các tác phẩm cây cảnh mỗi lần tham dự triển lãm như thế này cũng là cái cơ hội để nó được thăng hạng về giá trị nghệ thuật cho cây, nhận nhiều cái giá đánh giá để cây có thể hoàn thiện hơn, và cũng đẩy cái giá trị chuyển nhượng lên cao trong tương lai. Mời các bạn xem tiếp một số hình ảnh về cây long chúa của Hội Sinh vật cảnh Hải Dương đang tham gia trưng bày triển lãm Dục Thúy Sơn Ninh Bình. Cây này ở dưới có thể các bạn thấy là có tận 2 cây tử ở gốc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau.